Lão nông Chi Điền Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng văn đế. Báo cáo với lại các thượng văn đế, buổi đêm ngày hôm nay có một cái chương trình rất chi là đặc biệt. Đó là đêm ngày hôm nay sẽ thịt con Victor này, con trâu thang. Con trâu thang này có model là DC33 này, DC33. Đấy, Victor này. Đấy, Victor. Đấy, thương hiệu của Victor bao giờ cũng con tốt đấy. Đấy, con model là DC33. Đấy, vừa băng cassette, vừa radio, vừa đĩa than. Đấy, làm cái video này để trân trọng thông báo với lại các thượng đế trên giải chữ S. Thôi thế xin phép dừng video ở đây để coi như thế là cơm cháo thôi. Thân ái chào tạm biệt. Merci. To và nặng lắm. Ăn điện 100V nha. Rồi còn cả đĩa than nữa, thùng này nọ, cái lọ cái chai nữa. Than Quảng Ninh đấy nha.